Hello anh em nhá, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Hòa Thọ Mi của em nhá. Hôm nay lên sóng các bác em Hòa Mi phải nói là quá là siêu phẩm luôn các bác nhá. Đầu mặt bóng bộ cực đẹp nha các bác nhá. Lông mới tinh 100% luôn các bác ạ. À, các bác có thể thấy là đây cái điểm đặc biệt của em nó này, chân vàng mỏ vàng này các bác này, tam hoàng các bác nhá. Dáng ngũ trường, bộ to, đầu mặt đẹp các bác nhá. Nói chung là em này thì không chê được một tí nào luôn các bác nhá, về chim luôn. Đấy các bác thấy không? Tam hoàng các bác nhá, chuẩn chỉ siêu mẫu luôn các bác. Chim thì thuần khoảng 85% các bác nhá. Dáng dấp thì dài đòn này. Có sao này nhỉ? Đấy, cao cầu chưa các bác? Hót rất là tốt các bác nhá. Chim hiện tại vẫn đang chưa vào lửa hẳn các bác nhá. Đấy, chân mỏ vàng ươm các bác nhá. Các bác nhìn bên ngoài các bác mới thấy vàng các bác. Rất là đẹp luôn các bác, dáng dấp gọi là siêu mẫu các bác ạ. Đầu mặt đẹp, mắt xanh, mỏ ra nhanh như điên cướp đấy các bác. Bác nào bổ kết em này thì alo cho em nhá. Số điện thoại của em là 0974648999 các bác nhá. Chất giọng cực kỳ hay luôn, bóng bộ cực kỳ đẹp. Em này phải nói là không thể chê được một tí nào luôn các bác nhá. Để và mùa dịch mà kiếm được những em họ Mi như này thì không phải dễ đâu các bạn, cực kỳ khó luôn các bác nhá. Quay cho các bác xem. Người quá dài luôn các bạn. Đẹp quá các bạn, chi đẹp quá. Quay cho các bác xem mỏ nhá, mỏ mẹ chân nhá. Em mang quay bằng điện thoại nên không rõ được các bạn. Các bác nhìn mỏ vàng nhá, vàng ươm luôn các bạn nhá. Sống mỏ vàng các bác nhé, chuẩn chỉ tam hoàng luôn, chân này, chân vàng ươm nha các bác nhé. Ủa, đẹp quá các bạn ạ. Em này để chơi cũng sướng luôn. Bộ kết em này thì alo cho em nhá, số điện thoại 0974648999 các bác nhá.
em sẽ quay tầm 6 phút em nghỉ các anh nhá, nhưng không biết điện thoại có đủ dung lượng không. Phải nói là quá đẹp luôn các bạn. Bác nào mà chơi em này thì đúng là xứng đáng đồng tiền các bác nhá. Một em họ Mi quá đẳng cấp. Hiện tại đang ăn cám ba vì các bác nhá. Nếu các bác về cho ăn những cái hàm lượng cám ngon ấy, chân mỏ nó vàng nữa các bạn. Rồi, em xin chào tất cả các bác nhá. Hẹn gặp lại các bác những video clip sau nhá. Đấy, clip em được khoảng 5 phút 50 rồi. Đấy, 6 phút em sẽ ngắt nhé các bác nhá.